Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của con game Đại Hiệp Chạy Đi. Thì đây là ngày ngày thứ bao nhiêu nhỉ? Mấy hôm trời quên. Ngày thứ 15 nha các bạn. Ngày thứ 15 thì là nó có cái một cái sự kiện mới. Giang Hồ Đại Mạo Hiểm. Giống như kiểu xúc xắc đây, cái này mình sẽ quay cái này để chắc là nó sẽ nhảy nhảy những cái ô này, thì mình cũng mới mua hết, mua được có hai đây. Thì nó sẽ giới hạn là mua được 5 lần nhé các bạn. Đấy, quà phúc lợi là mua được 5 lần. Đương nhiên là các bạn nào nạp thẻ thì nó sẽ được nhiều hơn, game nó là như vậy mà. Nói chung là game này thì các bạn có chơi, các bạn có nạp thẻ bao nhiêu thì nó cũng cứ ra nạp thẻ thôi. Đấy thì phải xác định là các bạn nạp bao nhiêu thì nó cũng cũng không đủ nhá, bởi vì là các bạn sẽ muốn được chiến cao hơn, cho nên là mình thường mình chơi game mình sẽ không bao giờ mình để gọi là game nó thao túng như vậy. Còn đương nhiên nhiều bạn bạn ấy gọi là chơi game bạn ấy có đủ kinh tế thì bạn chơi game để vui thì nó không nói nhá, nhưng nếu mà bạn nào mà bạn gọi là nạp ít chẳng hạn, hoặc là nạp một vài triệu ấy, thì các bạn cân nhắc các cái sự kiện. Nói chung là bởi vì các bạn khi mà các bạn mạnh lên ấy rồi nó lại ra các cái mốc khác rồi nó lại kích mình nạp thôi. Đấy. Đấy, cho nên là ví dụ mình chơi là mình chơi game giải trí vui vẻ thôi, cho nên là có được chiến có yếu đi một tí cũng chả sao, bởi vì cái này nó cũng chỉ là game thôi mà. Chơi xong chán thì bỏ không tiếc. Chứ còn nạp vài triệu hoặc vài chục triệu, có người nạp 100 triệu vào game cuối cùng sau đấy chán thì bán đi cũng gần như cũng chẳng ai mua đâu. Cái này chỉ chơi xong thì cho thôi. Ok, thì là cái hoạt động này thì nó có một số cái đây, nó có mấy cái này này. Hoán đổi thì mình sẽ đổi được đây cái này 100 cái. Cái này thì cũng không cần lắm, hôm trước mình đổi cái này thì không cần lắm như các bạn, 100 cái này đổi cái này là phí. Hôm qua mình nhận cái này thì nó tăng cũng không có quá nhiều lực chiến ấy. Đấy thì các bạn nên đổi cái nguyên liệu thì hơn, đấy là với gọi là mình chơi mình cảm nhận với. Đây thì nó có cái sự kiện là mình đi yêu vương thì được cộng 2, tiêu hao xu tích lũy tiêu hao 300 thể lực, 350 thể lực. Nói chung là nói chung liên quan đến thể lực thì cũng lại liên quan đến lúa thôi, không thì lấy đâu ra thể lực mà chơi. Cho nên là cái này anh em chơi thì cứ không nạp thẻ thì cứ gọi là chơi vui thôi các bạn ạ. Đây mình thử quay thử nhá, quay thử một phát đúng không, một phát 6 luôn, thơm thịt rồi. Có nghĩa là mình đi càng xa thì càng tốt đấy, cho nên là cái này nó cũng hơi đỏ đen. Cái gì lại phát phát lúc mấy là phát thứ mấy, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 là 5 à? Cái gì ném x5 à, bỏ qua hình động. Đây được 3, 1 2 3. Chạy qua cái này thì nó sẽ ra cái vòng mới đúng không? Đấy, nói chung là bây giờ mình hết lá rồi, mình mới mua được có hai lượt thôi, thì bây giờ mình làm cái nhiệm vụ tiêu phí thì cũng được. Đột phá luôn thú nhé các bạn. Mình cũng gần cấp 6x này. Hôm nay là sẽ lên đấy. Đang tích để up cái này các bạn. Lên 60 thì up được. Hiện tại mình chỉ còn có 10 10 thể lực thì thực ra bây giờ mình đi du lịch là ok nhất. Nó sẽ tăng được cái XF. Đấy. Chứ bây giờ thôi mình cứ đi du lịch đi, mình săn đồ sau nhé các bạn. Để nó gần lên cấp thì được 1850. À nếu mà mình đi map thì như là mình được 19 hay sao ấy. Đấy. Chứ còn nếu mà bây giờ mình đi ấy thì nó lại khác. Đây cái nhiệm vụ tiêu thì được thêm hai cái này. Ok. Đánh một yêu vương, nói chung là đây là sự kiện nhiệm vụ. Cái này là nhiệm vụ ngày đúng không? Mỗi ngày là mình sẽ được hai cái này thì cũng được. Đấy chứ nói chung là con game này thì kiểu gì cũng phải nạp thẻ. Nói tóm lại nếu mà các bạn muốn mạnh thì các bạn phải nạp thôi. Còn cày chay thì thôi, tốt nhất là các bạn không ham hố mấy cái này. Có coi như là có cũng được, không có cũng được thôi. Đây 1, 2 này, quay thì đen. 2 là cái số gần như là bé nhất. 6 ok. Đấy, nó sẽ ra lượt mới. Nói chung là cứ quay đi quẩn lại thôi, lặp đi lặp lại. Không có gì. Hoàn thành 20 lượt mạo hiểm thì 20 vòng ạ. 20 vòng thì mút chỉ mình mới được một vòng. 20 vòng thì sẽ được cái này, thì cái này thì nó thực sự 20 vòng chỉ có dân nạp thôi, chứ còn người chơi thường làm sao mà qua được. Đấy hôm nay mình mua gần hết thì làm sự kiện mình mới được một vòng.
mà 7 ngày thì mình cứ tính là mỗi ngày mình một vòng đi thì là được 7 vòng. Đúng không? Hoàn thành 10 vòng thì được có tí quà như thế này. Không ăn thua. Đấy, cho nên là để các bạn mà đi 20 vòng thì các bạn phải làm khá khá thôi, đơn giản vậy. Còn nói chung là ví dụ như mình thì nó cũng không quan trọng lắm. Đấy, nói chung là nó chỉ có mỗi sự kiện này thôi. Vòng quay vòng kiếc mấy cái này thì gần như với mình sẽ không bao giờ mình mua như các bạn. Ví dụ như mua con pet này không bao giờ mình mua. Bởi vì là các bạn đi cái hoạt động ở võ quán này 2 tuần là các bạn sẽ có một con pet. Đây mình đổi mắc này, 20 rất là rẻ thôi. Đã có 60 nghìn được 20 mảnh này. Đây mình đã đổi hết rồi. Đấy, cho nên là với những cái sự kiện mua pet thì các bạn không nên mua, mà các bạn nên mua võ công thì nó sẽ ok hơn. Bí tịch ấy, ví dụ nó sẽ là bí tịch như này này chẳng hạn thì nó sẽ ok hơn, bởi vì cái bí tịch nó sẽ dễ khó kiếm chỉ bằng cách nạp thẻ thôi. Và sau này các bạn học được thì nó cũng rất là khó, còn pet piếc thì mình có thể kiếm được đấy, cho nên là các bạn cân nhắc. Còn bây giờ thì gần như là cũng chả còn cái sự kiện gì mình có thể đi được nữa đấy. Giúp tinh anh bây giờ mình cũng vẫn phải cần có thể lực, quên mất để thể lực đấy để đi hỗ trợ mấy cái bạn để mình đi đấy cũng được. Con hổ này thì rất yếu cho nên là các bạn đừng tăng nhé. Đấy, mình muốn tăng mắc con gấu này thôi. Con gấu này thêm một đợt nữa là mình có thể lên được hoàn mỹ, sẽ có thêm một skin đấy. Và tuần sau thì mình sẽ có thêm được 2 3 con pet gì đấy. Đây như thế này là tuần sau là mình có 2 con pet rồi, 3 con pet rồi. Nhìn sơ qua là 3 con pet này là mình sẽ có thêm 3 con pet tím nữa. Thì mình thấy là có cái hoạt động võ quán này là ok nhất. Và cũng dễ tranh top nếu mà mình đánh thôi. Đây bạn Sanji bạn lại lại ấy rồi. Mới này. Hạng thứ 8 đúng không? Đấy mình sẽ đi bạn Sanji này thì mình bây giờ mình hạng mới, hạng hạng mấy? Mình lại hạng 15 vãi cả trưởng ạ. Thực ra mình lên hạng thì nó cũng không khó các bạn. Bạn Azuka này mình đánh lên hạng 8 là dễ. Đây mình sẽ vượt ải của bạn Azuka trước. Sau đó mình lên. Cái này chỉ cần có lục mạch thần kiếm thôi. Rồi không có, khoai rồi. Không có lục mạch thì hơi khoai nhá. Không có lục mạch thì mình sẽ không không ghép được. Đấy gặp bọn này thì gần như là quá khó để lé. Thôi chấp nhận thôi, mất một lượt đầu tôi hẹo luôn. Cái này nó liên quan đến skill thôi. Cứ có lục mạch là ok. Hạng 8 này. Rồi, đen. Không ít nhất là phải có cái ấy thôi, cái này có tiền nhưng mà để mà clean boss thì rất là khó các bạn. Cái này thì mình nghĩ là đép quái thì cũng khá ổn nhưng mà nó không clean được quái, chả có skill nào clean quái cả. Có mỗi như này thần trưởng nhưng mà đam như này thần trưởng thì cũng yếu. Đấy, nói chung là khá là khó các bạn. Mình thấy cái con khỉ này thủ rất là trâu. Rõ ràng là nó không bằng con hổ, nếu mà tính thủ thì không bằng hổ nhưng mà hổ nhanh chết hơn. Ảo ma. Rồi ok cứ cố thôi. Rồi. Con này thì nó lại có kim châm. Không quá nhanh chơi được. Chạy vòng quanh thôi, bởi vì mình có Như Lai thần trưởng mà. Chạy vòng quanh né kim châm thôi. Quan trọng là còn con bốt cỡ sau cùng kia kìa, chắc chắn là sẽ khó qua. Bạn này thì bạn này lại khá là khó các bạn ạ. Hai bốt khá khó. Con bốt kia mới là con bốt khó này. Đấy cho nên là để qua được thì cũng hơi hơi mệt. Cứ lé thôi. Mấy con nhện này khá là nhanh.
Rồi. Đấy, nhân vật này mới là mệt nè. Ai giả dính hai kiếm ạ. Ok. Né được, nói chung là mình né được rồi. Ok. Ây à. Lỗi. Ây à. Thế mới đau. Thôi xong, xong. Cẩn thận. Xử lý ngay. Cơm. Còn một tí ạ. Ok, nói chung là skin nó không đẹp thôi. Hạng 7 à? Hạng 7 đây, Sơn Vi này. Nói chung hạng 7, hạng 8 đây có lục mạch thần kiếm rồi. Ok. Quên. Cái chiêu kia là ngon nhất rồi. Sai lầm các bạn. Nhưng mà bạn Sanji này thì có một bốt thôi, cho nên là nó cũng dễ hơn. Đấy. Lúc đấy là skin đẹp nhất đấy nha các bạn. Chỉ cần có cái kim luân thuật này mới cả lục mạch thần kiếm và có cả bạo vũ lê hoa châm nữa là mắc phinh rồi. Mình cho nó gọi là công thủ vẹn toàn các bạn. Chạy quanh cũng có thể giết được bốt đúng không? Còn đương nhiên là lục mạch thần kiếm thì nó sẽ gọi là bắn dồn đam nó nhanh hơn. Nhưng mà phải đứng bắn được, đấy, đơn giản vậy. À, nhiều bạn bảo cái skin này nó phế, nó theo tùy tùy từng ấy thôi. Từ khi cái lực mà kể cả lực chiến nó cao ấy, cái này mà các bạn gọi là cố bắn được thì nó mạnh hơn rất nhiều so với các skin khác. Đương nhiên là nếu mà giết boss hiệu quả nhất để chạy vòng quanh thì đó là bạo vũ lê hoa châm thôi. Không có cái nào vượt qua được nha các bạn. Thất thương quyền thì cũng được nhưng mà nói chung là đấy là những cái skin phụ, mình sẽ chọn phụ sau thôi. Còn ưu tiên hàng đầu của mình cùng cấp thì nó vẫn là phải lục mạch thần kiếm để mà dồn đam. Bắn ở cái giai đoạn đầu thôi nó cũng khác rồi các bạn. Cảm giác là giết 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 quái nó không được mạnh ấy. Đấy, thế mới dở. Cái này hình như là mình đặt tầm khoảng 1.000 con thì nó mới gọi là qua bốt nhanh được, bây giờ còn có 1 phút kia kìa. Đấy, cho nên là mình sẽ cố gắng là clear càng nhanh càng tốt. Phải ra được con nhện á. Con nhện thì nó sẽ chết nhanh hơn đấy. Đấy, con nhện này thì mình sẽ lên cái sỉ số nó rất là cao, rất là nhanh đúng không? Và nó sẽ bốt luôn đúng không? Còn 48 giây mà bây giờ chưa thấy nó ấy ở đây rồi. Rồi thằng này thì cứ bình tĩnh thôi, lé kiếm. Đấy nó còn có thời gian nó ấy nữa mà. Cho nên là ai à. Lé kiếm, ai à, không né được. Không, ai à. Rồi, gọi là chung trong tích tắc nhé các bạn. Bạn Sanji này còn dễ hơn. Mặc dù lực chiến của bạn cao hơn. Thì nói chung là cái này KS để được vào top thì mình phải căn giờ thôi các bạn. Lực chiến thì nó tầm khoảng 200 là mình vẫn ok được. Ví dụ bạn Azuka này là bạn sẽ khá là khó bởi vì bạn có hai bot như mình, nhưng mà như mình là mình cũng hai bot nhé các bạn. Nhưng bây giờ mình sẽ sửa đội hình, mình sẽ bỏ cái con này đi thay vào con này nhé các bạn. Xác nhận. Nói chung là bạn Azuka này thì mình chiến cũng được, chả sao cả. Nhưng mà cấp cao hơn thì nó có ấy không nhỉ, mới này nó thành càn quét các bạn. Đấy, ví dụ như bạn Azuka này là sẽ thành càn quét đấy, cho nên là vượt lên trên cái bạn Sanji thì sớm muộn bạn này đánh mình thôi. Đó, đơn giản nó là như vậy. À, mình bây giờ nó đang là 1K82, nó chưa update à? Đây vẫn là 1K82 rồi. Đấy, nói chung là tăng hết sức mạnh lên thôi. Gấu này cần lên 60. Còn khoảng tầm 28 con nữa thì sẽ lên được. Ok, đấy nói chung là cái sự kiện hôm nay thì nó cũng không có gì đặc biệt. Mình cũng đã đi đồng nhân các thứ hết rồi, yêu vương thì chờ đến giờ thôi. Chờ đến trưa là mở. Nói chung hôm nay là mình sẽ lên 6x và mình sẽ săn đồ và mình sẽ mở hòm nhé. Mới tích được có 9 cái chìa. Mình sẽ mở được các cái đồ 7x, hiện tại thì mình cũng có săn được cái quạt 7 ở kim thiền. Nhưng mà bây giờ mà hủy đi thì cũng rất là phí bởi vì là hủy nhiều thì các bạn sẽ bị mất một số. Bây giờ mới được hai đồ thôi, hai đồ 7x. Đồ 6x, đồ 5x săn mà mãi không có. Ok, thì anh em nào có đóng góp hay thắc mắc gì vui lòng comment phía dưới.
Nói chung là cái clip này thì mình làm ngắn ngắn thôi để giới thiệu cho các bạn cái sự kiện mới này. Mình đang đánh giá hiện tại có thể chưa đi hết 7 ngày nhưng mà mình thấy nó cũng không được ngon lắm nhé các bạn. Nhưng mà cái cuốn này thì không biết là để là như thế nào. À đây là cái tầng à? Cái gì đấy? Tầng 1. À đây là tiệm đổi. Có nghĩa là nếu mà lên tầng cao hơn thì nó sẽ có đồ ngon hơn. Đấy. Thì ok. À đây đây. Nếu mà các bạn chơi cái này thì ok là nếu mà các bạn lên tầng cao thì các bạn sẽ đổi được bí tịch đúng không? Nhưng mà nói chung là vẫn phải dành cho dân nạp thẻ thôi chứ chả có cái chả có vẹo vẹo gì cho anh em cày chay để mình thử xem chơi mấy ngày thì mình sẽ lên được cái tầng thứ mấy. Cái tầng này ạ. Cần 250 cuốn, bây giờ mình tổng là mình được bao nhiêu nhỉ? Mình mới có 10 cuốn á. Được có 10 cuốn thì ăn thua gì? À, mỗi một ngày mình được khoảng 10 cuốn. Đúng không? Bây giờ phải xét đã. 100 cuốn là không có giá trị nhá. Tầng 2 150 cuốn. Con pet quá chát. Cái bí tịch là 250 cuốn thì thực ra cái này đúng là chỉ có lập thẻ thì mới được thôi các bạn. Còn 50 cuốn này. Mình có thể là đổi mấy cái vật phẩm khác thôi. Đây tầng 3 thì đổi mấy cái lệnh tầm bảo à. 40 ok mình sẽ đổi chơi mấy cái đồ bình thường thôi các bạn. Đấy. Ừ, còn mấy cái này không nên đổi nhá. Gói thẻ cam ngẫu nhiên. Ok, anh em nào có đóng góp hay thắc mắc thì vui lòng comment phía dưới. Để mình sẽ nghiên cứu một vài hôm sau đó mình sẽ xem là nó có cái gì hay thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Hoặc là anh em nào có cái kinh nghiệm chơi qua cái này thì các bạn có thể comment phía dưới nhé để hỗ trợ cho mình. Đấy. Ok, chào tạm biệt.